Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì tiếp tục đến với cái trận đấu ngày hôm nay. Mình lại đi solo rank tiếp thôi. Cái điểm đến của mình hôm nay sẽ là cái xưởng cơ khí đi. Tại vì mình nhảy ở trong cái khu trung tâm hơi nhiều, nên là hôm nay xuống đổi gió ra đây xem có thanh niên ở đây không. Rồi, cái gì đây? PSS này, AK luôn. Máu kia rồi, mình đã thấy bắn nhau ở bên dưới rồi. Đó, các bạn ấy vẫn dí nhau kìa. Mình cũng muốn ra dí cùng cho nó vui. Đây rồi, bạn chạy đi đâu? 3-4 viên rồi, bạn vẫn khá khá máu rồi anh em ạ, cũng phải đến 100 máu rồi, à vừa rồi rồi. Mình nghĩ là chưa có giáp đâu, tại vì cái khẩu VSS này mà bắn có giáp thì chắc chỉ mười mấy máu thôi. Đâu rồi, bãi đâu rồi, lẩn nhanh ghê rồi anh em ạ, vừa thấy chạy qua xong đã chạy mất tiêu rồi. À đây rồi, đây rồi, mình thấy rồi nha. Bạn ấy đang bắn nhau với bạn nào không biết nữa đâu. Này thì solo. Đó, mình lại cứ sợ bạn ấy quá cơ. Đấy anh em thấy không? Thì nãy anh em có để ý là lúc mình bắn cái khẩu scout thì lúc đầu là mình dí vào cái tâm bên phải. Đó, thì nó rất là giật, nó gần như là không trúng người viên nào. Xong đến cái mình chuyển qua cái nút bắn bên trái phát là nó lại trúng khá là nhiều. Nên là anh em lưu ý thì tốt nhất là nếu mà mọi người học được ấy, đây này, bên dưới này còn một thanh niên nữa này. Mọi người học được ấy thì tốt nhất là mọi người nên bắn cái kiểu nút bắn bên trái nhá. Đâu nhỉ? Mình vừa thấy một thanh niên bên dưới này xong. Nó cái nút bắn bên trái nó không bị giật. Đâu rồi? À đây đây đây, đây rồi, đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Chàng trai này mình chạy thế này là bạn ấy không bắn mình luôn anh em ơi. Thanh niên kia không bắn mình luôn. Ta cứ qua nhau như là hai người xa lạ vậy. Bạn ấy không thấy mình, thế nên là mình cũng giả vờ mình không thấy bạn ấy luôn. Bên ngoài này có cái tăng giáp này. Thế mà thanh niên là chưa có thanh niên nào ăn cả. May quá mình đang cái giáp 3 hư, à giáp 2 hư rồi. Cái giáp 2 của mình nó hỏng rồi anh em ạ. Đó. À, nhắc tới bom keo mình mới nhớ ra là có một cái lỗi nhỏ mà cũng không phải nhỏ đâu, mà mình nghĩ là cực kỳ nghiêm trọng luôn. À, đó chính là việc sử dụng cái bom keo này để tránh địch. Thì cái lỗi này phát sinh khi nào? Khi mà anh em đang trốn ở sau cái cây này, hoặc là sau cái tảng đá này, hoặc là sau cái vật cản nào đấy mà anh em cảm thấy nó không an toàn. Xong rồi anh em cầm bom keo ra ném luôn vào cái cây, hoặc là ném luôn lên tảng đá chẳng hạn. Đấy, sau khi ném xong thì anh em cứ nghĩ là mình đã an toàn rồi, mình ném bom keo ra rồi, nó không bắn được mình đâu. Nhưng mà ấy, cái lỗi mà mình muốn nói ấy, cái lỗi mà dẫn đến cái sự việc chết của anh em ấy, đó chính là anh việc mà anh em đặt cái bông keo nó bị hở cái chân. Đó, đặt bông keo hở cái chân. Xong rồi cứ nghĩ là an toàn, xong đi ra khỏi cái cây, nó lòi cái chân ra phát là nó bắn vào mình, bắn vào cái chân phát là mình chết luôn. Cực kỳ nhiều luôn, mình thề cực kỳ nhiều anh em. Đặt kiểu bộ tường keo cứ đặt lên cây với đặt lên tảng đá. Thực ra thì anh em không muốn đặt lên cây đâu, nhưng mà do khi anh em đặt đấy thì nó cuống nên là nó lên cây thôi. Lát nếu mà mình gặp thì mình sẽ giải thích rõ hơn cho anh em, còn hoặc là anh em cũng có, nếu mà anh em gặp rồi thì anh em cũng sẽ nhận biết được thôi. Vậy nên ấy, lời khuyên hữu ích cho anh em là luôn luôn đặt xuống đất nhé, đừng bao giờ đặt lên cây hay là đặt lên tảng đá làm gì, cứ đặt xuống đất cũng được, xa mình một tí cũng được, địch nó cũng không bắn được đâu.
nên là đừng bao giờ nghĩ là cứ phải đặt gần mình nhá, đặt xa một tí cũng được. Mà cái bom keo thì đặt rất xa chứ không phải là gần đâu. Đó, mình thấy có một thanh niên ở trên cái căn nhà đá này. Ở đâu vậy? À đây đây đây. Làm gì? Tại sao bạn ấy lại xử lý một pha ngáo như vậy? Cầm XM8 solo với Spark. Nhất bạn ấy rồi. Anh em nhớ nha, khi mà anh em à lại công thanh niên nữa kìa. Khi mà anh em sử dụng cái tường keo thì cứ đặt xuống đất cho mình, đừng bao giờ đặt lên gốc cây hay là đặt lên tảng đá nhá. Anh em lại cứ lo là đặt xa địch nó không địch nó bắn vào người mình, nên anh em lại cứ thích đặt gần. Mà đặt gần thì nó lại lên cây nên là nó sẽ hở chân. Một thanh niên nữa này, ham đồ này. Còn một thanh niên trước mặt đó anh em ạ, nhưng mà mình cứ từ từ. Ok, bo nó thu rồi. Nãy mình có thấy một thanh niên áo đỏ nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Tí nữa gặp nhau thì bắn, không gặp nhau thì thôi. Đó, bạn ấy đang nhảy lên nhà kìa. Mình cứ đứng đây mình cam thôi, khi nào bạn ấy chạy lên đây thì mình giết thôi. Bạn ấy đang bay như chim ở cái chỗ mấy cái ngôi nhà, chỗ có cái lốp xe chỗ kia. Đó, thanh niên kia đang bắn ai không biết. Mình có nên đến góp vui với bạn ấy không nhỉ? Chàng trai ấy đâu rồi? Mình vừa thấy bắn nhau ở hướng này mà nhở, vừa thấy có đạn bay ở hướng này xong. Hay là bạn ấy ở trên cái ngôi nhà gà này? Không có luôn. Bạn ấy ở đâu được nhỉ? À đây rồi, mình thấy rồi nhá. Ô tí nữa thì mình căn được vào cái đầu. Bạn ấy làm gì trên đây đây? Đứng lên chàng trai ơi. Đậu xanh, bạn ấy nằm với nhục chứ. Đây rồi, đứng lên rồi. Cái đầu. Rồi xong. Cuối cùng thì mình cũng giết được bạn ấy rồi. Áo đỏ mà. Áo đỏ chứng tỏ là xinh gái rồi. Lên xem là mình thả cho bạn ấy từ đầu đến giờ bạn ấy lút đồ xem được cái gì không. Pha mát là bắn cái tay cầm một nó hơi thốn anh em ơi. Giật túng sới luôn. Ở cái thời gian đầu trận thì anh em tốt nhất là nên cầm cá mập. Mình thấy cá mập là khẩu súng bắn ổn nhất. Tại vì nó ít giật. Mà nó lại có luôn cái ống ngắm hay. Anh em mà ví dụ như mà sau khi mà có cái tay cầm 3 ấy, với lại sau khi có cái ống ngắm 4x thì mọi người có thể chuyển súng SK hoặc là AK hoặc là cái gì súng mọi người thích ấy. Còn lúc đầu tiên thì anh em cứ bắn bằng cá mập cho mình. Khẩu cá mập lúc đầu bắn cực êm luôn. Sát thương thì cũng ok.
Nhưng mà càng về cuối trận thì Khẩu Ca Mập nó sẽ càng yếu đi một chút. Cuối trận là dành cho những khẩu súng như kiểu Famat này, Ska này, M451 này. AK mình cũng thấy ít bắn lúc cuối trận, nhưng mà mấy khẩu Ska với Famat thì nhiều. Gazoza thì cũng có một số anh em dùng, nhưng mà Gazoza thì đâu phải lúc nào cũng có để dùng đâu. Này thì Nhật Thính này, thủ đi bạn, thủ đi thêm cho mình nhá, mình bị chậm mất một nhịp anh em ạ, nhưng mà may mình vẫn thắng bạn đấy. Số mình vẫn còn cao lắm. Chàng trai này gọi thính xong rồi nhặt luôn được cái khẩu Dragon Now gì đấy. Chúng ta cùng ngồi hong quần nào. Hong thế này thì nó teo hết mất anh em ơi. Nhưng không sao, tại vì mình mặc quần rất là dày, nên là không không vấn đề gì cả. Cái lửa chạy nó cháy rất là ít, nên là chưa kịp nóng ở trong thì nó đã tắt mất rồi. Ở trên này có cái xác này. Có nhiều anh em bảo là thắc mắc tại sao là mình không vứt mấy cái tay cầm 2 với cái băng đạn 3 đi đúng không? Thì những cái này là tí mà mình chán chán thì mình muốn đổi sang MP40 thì mình vẫn có cái để mình lắp vào. Đó, cái lý do nó rất đơn giản thôi. Chẳng hạn như khi anh em mà có súng Cá Mập chẳng hạn, thì mọi người vẫn phải tích cho mình trong cái ba lô là một cái ống ngắm 4x nữa, để khi mà anh em muốn đổi sang cái súng khác ấy, thì mọi người còn có ống ngắm mà lắp chứ, đúng không? Bên dưới này không biết có thanh niên nào chạy bo không? Rồi, bo lại xa rồi. Bạn làm gì đấy bạn ơi? Chàng trai này không biết là vừa bắn chết ai mà lại nấp ở đây. Không hề có xác ở đây luôn. Thế bạn ấy núp cái gì ở đây trời? Mình thấy khó hiểu ghê luôn. Núp thì vào nhà mà núp, ai lại đi núp sau gốc cây? Anh em thấy nhá, đừng bao giờ nấp sau gốc cây làm gì cả. Những cái thời điểm mà bọn nó chạy bo ấy, thường là nó sẽ chạy rìa bo, chứ nó không chạy kiểu thẳng vào bo đâu. Nhiều thằng nó chạy rìa bo mà nhiều thằng nó chạy thẳng vào bo, nên là muốn an toàn ấy thì tốt nhất là anh em nên nấp ở trong nhà thế thôi. Hoặc là nấp ở cái chỗ nào mà nó chỉ có một lối lên thôi ấy, hoặc là một lối vào thôi ấy, nó dễ hơn. Đây cái gốc cây nó hở ba chiều liền. Có một thanh niên sau gốc cây kia kìa. Ê, bạn ấy đang cương với mình em ạ. Đau đấy chàng trai. Rồi bạn chạy lên đây. Mình bơm đầy máu rồi tính tiếp. Đó, đấy anh em thấy chưa? Đặt bông keo ấy thì đặt như thế này nhá. Không đặt lên cây nhá anh em nhá. Đấy. Cái bông keo này ấy, không những nó có tác dụng chắn đạn từ địch đến, mà nó cũng có thể là dụ địch, đánh lừa địch. Thì anh em đặt cái bông keo sang bên đấy thì thằng kia nó cứ tưởng là anh em trốn ở trong cái bông keo, thì nó sẽ dùng đạn nó bắn vào cái bông keo, và anh em chỉ cần đi ngược sang hướng bên kia và bắn chết nó thôi. Đấy cũng kiểu như là cái chiêu này là chiêu dương đông kích tây. Và đừng bao giờ đặt đặt lên cây nhá anh em nhá. Anh em đặt thẳng nó cho mình. Tại vì đặt lên cây là nó sẽ bị hở chân. Mà hở chân thì chỉ có chết thôi. Có rất là nhiều thứ có thể làm được với cái tường băng này. Đâu rồi?
Hiện tại chúng ta chỉ còn có 8 thanh niên nữa thôi. Một chút nữa thôi là mình được nhân giống rồi. Nào, bố bắt đầu xiết này. Một thanh niên nữa đã chết. Chết bởi khẩu Spad 12. Một thanh niên đứng ngáo ở gốc cây này nữa này. Đứng lộ liễu thế thì làm sao mà chả chết đúng không? Đó, bên dưới cái con ném bom kìa. Đây rồi. Bạn chạy đâu á, nấp kỹ đấy. Phản xạ của chàng trai ấy rất là nhanh em ơi. Lại một thanh niên trên này nữa này. Bạn này bạn ấy chạy bất chấp luôn. Biết mình bắn ở chỗ đấy rồi mà vẫn chạy. Chạy không cần biết là có thằng nào đấy hay không. Quá là sai lầm. Ok, hiện tại chỉ còn có 4 thanh niên thôi. Nhưng mà mình biết chắc là có một thanh niên bên dưới tảng đá kia rồi. Một thanh niên đã chiếm phải cái vị trí đắc địa. Rồi, mình ít nhất thì mình bây giờ mình cũng phải vào bo thôi. Nếu mà không vào bo là chỉ có chết giờ này thôi. Thanh niên kia có cái tảng đá ngon thế nhở. Có cái tảng đá để trốn ngon ghê luôn. À, làm thanh niên nữa này. Wow, phóng lựu nha mọi người, phóng lựu. Rồi xong. Bắn ai, bố láo. Đó, còn mỗi một thanh niên này thôi. Đây rồi. Bạn ấy lại đặt cái tường kêu lên cái cây rồi. Em thấy không? Đấy, đặt cái kiểu tường kêu lên cây này. Đó. Cái chân đâu? Đây chính là cái lỗi của bạn ấy đây. Cái lỗi ngớ ngẩn chết người. Ok, đấy, chính là cái lỗi mà mình nhắc cho anh em đấy. Đừng bao giờ đặt cái tường kêu lên cây hoặc là gần mình làm gì, cứ đặt xa ra một tí cũng được. Rồi, ok, cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video nếu mà anh em cảm thấy nó hay và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.